Công trình nhà lớp học trường trung học Sảm Phan Say là quà tặng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên dành cho huyện Bùn Tại. Dự án có tổng kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng. Dãy nhà lớp học được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 350 m2 với quy mô 2 tầng, 10 phòng học, đáp ứng cho 360 học sinh. Ngoài ra, tất cả lớp học còn được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, quạt trần đạt tiêu chuẩn giáo dục, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường việc hỗ trợ nhà lớp học khang trang hiện đại cho một huyện nghèo của tỉnh phong sa một địa phương miền núi được xếp vào diện khó khăn nhất đất nước lào là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết mối quan hệ hữu nghị truyền thống kèo sơn sự sẻ chia trí tỉnh trí nghĩa của tỉnh điện biên dành cho bà con nhân dân tỉnh phong sa góp phần củng cố vùn đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu và bền chặt